Kính chào các bác. Hôm nay thì bên em lại về được cặp loa Pioneer CS616. Đây là một trong những cái dòng loa huyền thoại của Pioneer các bác nhé. Top những cặp loa Pioneer đầu bảng được anh em ưa chuộng rất là nhiều bởi khả năng nó chơi nhạc cực kỳ tốt, cấu hình gấu và hình thức đẹp, dễ chơi, dễ bày cũng như là dễ dàng phối ghép. Cặp Pioneer CS616 thì thể hiện cái phần nhạc vàng quá là đẳng cấp. Điểm qua một số cái thông số kích thước cũng như là thông số về trở kháng độ nhạy của cặp loa này. Cặp loa Pioneer CS616 thì sở hữu kích thước là cao 67, chiều rộng 38 và chiều sâu là 32cm các bác nhé. Cấu hình của nó thì sử dụng một loa bass đường kính 30, màng giấy gân xếp, một loa mít giấy và một loa chép giấy, cấu hình rất là khủng. Lỗ thông hơi thì ở phía trước và có hai vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Cặp loa này thì với công suất là 100 ohm, 100W, độ nhạy 6, độ nhạy 93 dB và trở kháng 6,3 ohm, cũng rất là dễ dàng phối ghép các bác nhé. Cặp loa này thì về trong tình trạng đẹp xuất sắc, độ mới của nó thì quá là xuất sắc luôn. Những cái dòng Pioneer CS616 thì anh em cũng đã từng gặp rất là nhiều rồi, nhưng đặc biệt là cặp này về thì nó còn nguyên cái giấy khai sinh ở sau lưng, cặp loa trùng vế trái phải và toàn bộ các cái kiềng loa còn sáng bóng, chưa có han gì. Rồi bây giờ em đi sâu vào chi tiết để mời các bác chúng ta cùng xem quan sát cái độ mới độ đẹp của cặp CS616 này. Vâng, đây mời các bác chúng ta cùng xem. Ở đây chúng ta có một loa chép giấy của Pioneer. Các bác thấy không? Chép của nó mới, các cái kiềng này mới như vừa xuất xưởng rất là đẹp. Toàn bộ các ốc chưa tháo khỏi khối thùng các bác nhé, rất là đẹp. Đây chúng ta có một cái model Pioneer CS616 hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép đang để cân bằng. Một loa mít giấy, mít này còn căng mọng và cái màu của nó thì giống cái màu mỡ gà, rất là đẹp. Một loa bass đường kính 30, bass giấy, đặc trưng của 616 thì nó có cái phần rốn này, nó làm sần sùi giống như là bass, gọi là bass ấy châu, bass phân châu, các bác hay gọi như thế. Ở đây có một cái lỗ thì giúp chúng ta có thể là vừa phát nhiệt được của cái loa bass khi mà nó hoạt động nhiều màu nóng, cái phần côn này cũng như là cái tạo cái lỗ thở ở đây. Gân là gân vải xếp rất là mềm, còn ướt nhẹp luôn. Củ loa bass thì xương găng đúc và tất cả các củ này đều xương găng đúc. Củ bass rất là nặng cho nên nó phải bắt tới 8 con vít. Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước. Cặp này thì về còn rất là đẹp. Vỏ vân gỗ nó còn nguyên, chưa bị bong chóc. Đấy, rất là đẹp luôn, không một tí vết các bác nhé, quá là xuất sắc, quá là hoàn hảo. Cặp này thì nó đẹp cho nên em phải đưa lên cao như thế này để em quay cho các bác rõ. Về phần phía sau của nó, cặp loa này thì còn nguyên cả phần khai giấy khai sinh. Đây là phần model Pioneer CS616, cặp loa zin, vế phải. Một số các cái thông số nhà sản xuất đề ở đây: bass 30 này, loa mid 10 này, loa chép 4,5 này, trở kháng 6,3 ohm, giải tần từ 30 tới 20.000 hertz, độ nhạy 93 decibel, công suất 100W, rất là gấu. Kích thước đây, cao 66,5 đến 67 đi, cao 67, rộng 38 và sâu 32, cân nặng 25kg trong một thùng. Đầy đủ các cái thông số khai sinh. Đây, quay tiếp chiếc loa bên này cho các bác xem, cũng còn rất là đẹp, đầy đủ giấy khai sinh. Cái này là về bên trái các bác nhé. Rồi, phần vân gỗ còn rất đẹp. Em sẽ quay cái tuyến loa cho các bác xem. Tuyến loa thì đẹp, căng móc không một tí vết. Bát của nó căng mút luôn. Loa mít căng phẳng, mít màu mỡ gà. Đây, chép rất là đẹp. Pioneer CS616 và phần vỏ gỗ thì còn rất là tuyệt vời. Phần đế cao thì mời các bác cùng xem.
Cái căng thì còn đầy đủ tem nhé, tem của Pioneer CS 616 rất là đẹp luôn. Cái căng zin nguyên bản, vặn còn zin. Nói về cái độ đẹp, độ chất của cặp này thì quá xuất sắc rồi. Độ mới thì trên 90%. Có thể nói là đây là những cái cặp, một trong số những cặp CS 616 mà đẹp nhất bên em từng bán các bác nhé. Cặp loa này thì shop đặt trần có giá bán cũng rất là tốt luôn, 16.800.000 đồng. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp 616 mời các bác hãy alo trực tiếp cho em đặt trần. Shop đặt trần địa chỉ 29/7 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Một mức giá rất là tốt, 16.800.000 đồng cho anh em chơi. Anh em nào có nhu cầu thì mời hãy alo trực tiếp cho em. Mở một chút nhạc vàng đi, thay đổi một chút nhạc vàng để mời các bác cùng nghe. Dòng loa này cho tiếng bass đậm sâu, uy lực tiếng bass rất là nặng của Pioneer. Anh em nào ăn nặng như tiếng bass thì chơi cặp này sẽ không hề thất vọng. Chu gom sáng rõ chi tiết, giải chép bông tơi len keng, cặp loa quá đẹp. Bên em ship hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Và bây giờ thay đổi một chút ca khúc của ca sĩ Như Quỳnh để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một bài hát cũng khá là lâu rồi thì bên em mới nghe lại bài này, và mời các bác mời các bác chúng ta cùng nghe lại bài hát. Người quan uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về, anh nhớ chuyện gì vẫn xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình hết rồi. Nắng trời mãi lênh đênh, cuối trời
chuyện gì vẫn xưa ngày xưa. Chào các bác, em Đạt Trần xin kết thúc video clip tại đây. Và bác nào đang có nhu cầu sở hữu cặp loa Pioneer Set 616, cặp loa đẹp xuất sắc với giá bán 16.800.000 đồng, mời các bác alo trực tiếp cho em số máy 0983586968, sau Đạt Trần với địa chỉ 29/7 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.